Trời ơi, trời ơi, dùng con gái dùng cho nó gì vậy trời? À, cái máy nó muốn hư rồi mà tao đâu có bỏ gì đâu, tao bỏ đồ vô thôi nha. Có gì đâu mà nhỡ cái máy khối dày mà không có bỏ gì đâu. Cái máy giặt. Để tao coi. Phá hoại không à. Sợ lên cho. Trời ơi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, xin lỗi, mẹ đưa nó sửa là hư luôn mà. Thôi coi. Nhìn mà bụng lắm. Thôi, không có chơi này. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Tôi hết trôi. Ok cả nhà. Thì nói chung là Hải Ca đã mua xong cái máy giặt này rồi cả nhà. Wow. Xin xò con bò luôn nha. Nói chung là cái máy giặt này cả nhà là ấp ủ lâu lắm rồi. Mày không muốn thích lâu lắm rồi. Nên là hôm nay sau bao ngày báo thì hôm nay nói chung là mình cũng có cái món quà tặng cho mẹ Hưng ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đợi lại để coi phản ứng của mẹ Hưng như thế nào cả nhà. Cho anh tiếp nha. Đón xem cái này cho anh nha. Dưới cọng dây bà sao để lại đồ ngu. Khó đi. Đúng rồi. Bây giờ em đi đặt cái món gấp quay nha cả nhà. A few moments later. Má nó còn báo. Mày già mày biết mày làm lại mày nhiều nút lắm á.
ông làm nữa đây. Tôi đâu biết đâu. Bỏ vô, đi giặt ha. Bỏ vô giặt đi. Mà ai mua? Ai biết? Ai không? Phải, mua cho đẹp không? Thì đúng rồi, nhưng mà mua chữ góp mẹ đứng tên. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Đồ lao quá, mua nữa góp mẹ đứng tên. Thôi vậy phải mua chữ góp thì lấy cái tên của mẹ là mẹ trả hàng tháng. Tháng mà trả góp. Thằng đó đâu mua luôn á. Ai đâu. Người ta lấy gì ta góp. Người ta lấy gì ta góp. Biết hả? Thôi vậy góp lại đi. Đi cũng cà lăng bỏ đồ vô giặt. Mẹ nó làm mừng không? Dạ, ngớ mất màu của người ta rồi tôi đòi bây giờ. Sao mà nó mua thì nó mua đi, đừng nó đứng thêm đi góp khi tôi góp như vậy. Góp mà trả lời không? Thôi thoại tiếp, xin thoại mẹ. Trời ơi, cái thằng này nó khùng, tôi làm gì? Tôi làm gì? Trả hình tháng đi, sáng có nhiêu đâu. Sáng mà đi được không? Sáng 2 mấy, ta làm gì ra tiền không nổi. Làm như trai. Thì mẹ thích cái máy giặt có tiền đâu mua thì. Thôi vậy thì ta không có học máy, ta để ta đi giặt thay. Bây giờ mẹ có máy giặt. Đúng không? Giao giao rồi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Nói giao không có nội. Cái gì nói giao không có nội. À, chẳng như tôi không. Rồi. Thôi à, chẳng như tôi không có nhóm tay à. Đúng rồi, đúng rồi. Có gửi chân xuống cho anh hả? Cái gì cũng nhân nữa không? À, à. Dạ, 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 rồi, cảm ơn nha. Rồi, rồi, hàng tháng là đóng 2 triệu bữa hả? Hai đất đây. Rồi, 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 để mẹ em đóng, để mẹ em đóng. Dạ, mẹ em mua, mẹ em biết tên mà. Được rồi, tháng 2 triệu móc mua ra mà mỗi tháng 2 triệu. Mày khùng á, mày khùng mày chết mẹ đi. Khủng gì? Tháng là chỉ có 2 triệu rưỡi đóng. Tháng là 200 ngàn, chưa có làm ra tiền. Thì hồi sáng mẹ kêu là giặt tay, mỗi chân gì đó. Thì kệ mẹ nó đi, tới đâu nó tới. Tới. Nào có tiền thì mua. Thì đúng rồi, mua đại đi, kệ mẹ nó đi, tới đâu nó tới. Cái, là cái này là tới câu chuyện luôn. Tháng góp 2 triệu rưỡi à. Tao lấy gì mà tao góp, tao thất nghiệp mà góp. Thì lỡ mua thì sao? Tháng 2 triệu rưỡi thì bay nó đi lớn. Bụng nhỏ lắm mà. Nó lớn mà. Mà đẹp không? Đẹp thì có đẹp mà sao nó dám giặt. Thì giặt đi thì thấy nhau không nội. Không có nội luôn á. Nội gì? Thì hồi sáng mẹ kêu là máy giặt nhà hư rồi. Ừ, mẹ kêu là giặt tay. Ai tháng mẹ kêu là gì? À, tay mẹ điện giật giật nào. Ai kêu là điện giật không nội. Rồi đó. Đâu nào không có đâu. Không nào chết mẹ. Nhưng mà rồi xong rồi con mới kêu là tay đâu ai có thời gian nào giặt. Thì bây giờ mua đại đi mẹ đứng trên. Thôi chơi lớp. Chừng nào có mua có thôi không đi cao sửa cái này lại ta xài cũng được. Ê, đừng bỏ vô. Rồi xong rồi. Tao tiền ra mày bỏ vô tao đợi mày để tao đi giặt cái này. Giặt gì? Bây giờ có mới giặt rồi. Mày giặt mà mày chưa trả tiền. Trả rồi. Trả chưa có 2 triệu nữa. Trả 2 triệu nữa. Thôi đi ông nội. Mỗi tháng là trả 2 triệu nữa. Sao mày không để trên nhà mày để trên tao. Trời bà chú. Cha chú cái bè đâu có để được. Mẹ đâu có cái bè đâu. Mẹ hết cái bè rồi. Khùng. Cũng vậy. Thôi tao không giặt hả? Không, đâu, tao bây giờ không, giặt, không giặt cũng phải trả tiền gửi. Không giặt cũng đâu có trả lại được đâu. Nó xuất ra không? Tao đâu có mượn mày mẹ của tao ăn vậy. Thì hồi sáng mày kêu là mày tay chứ mẹ bị điện giật đi. Thì tao sao rồi? Đồ mày giặt đồ nãy thì sao? Đừng có bỏ vô chứ trả tiền không nổi. Xài nữa đi rồi xài. Không, bây giờ chứ bây giờ mẹ không bỏ vô mẹ cũng không trả được đâu. Đúng rồi. Trả đâu. Nào mua cái đã chứ đâu có trả. Tên mẹ hả? Mày giặt đồ mày này giặt. Chị thôi mẹ không trả, mốt lên tới nhà cái chịu à. Thôi à. Tên của mẹ xuống hỏi mẹ à. Cũng phải trả tiền. Thôi à. Ai chơi kỳ vậy? Tôi không biết. Vô tới nhà rồi. Từ từ, từ từ. Từ từ, vô từ từ. Sửa cái này lại ta xài được mà, từ từ tao không có mua. Sửa ta tẩy vệ sinh lại ta xài vẫn được, có đâu. Người không biết. Bây giờ tên của mẹ rồi. Được bây giờ. Cái nắp giữ nè. Tên ai tên tôi không biết. Thầy sao nó nhựa dưới thế. Nó cái keo của người ta mà ơi. Mẹ nhưng mà mẹ thích cái này không? Thích thì có thích, cái này giá này rồi con mới thích giá này mình thôi. Cái này mà đem lại mai rồi mình chết chứ. Mà con biết là mẹ đứng tên nè. Thôi, thôi vậy. Đứng thì mày đứng. Tôi thì phải đi. Con nếu mai thì tao cái đồ lượt này đi, rồi tao chùi. Thôi con không mai. Chửi gì chứ, rồi bây giờ cái này, thôi bây giờ cái này mình đi bán đi. Hồi sáng thì những 8 triệu rưỡi, bây giờ mình bán lại 3 triệu đi. Thì mày bán này, mày bán này sao đâu có. Bây giờ con nói mày nè. Trả góp cái này tháng 2 triệu rưỡi không? Bây giờ mình bán cái này 3 triệu đi. Mình lấy 3 triệu đó mình trả góp 2 triệu rưỡi. Rồi tháng sau mình tính tiếp. Rồi mày lấy gì này mày á? Khùng vậy. Trả, tháng sau mình trả bằng cái gì? Mình đi làm trả, mình bán mới giặt trả rồi. Khùng mày giặt cái gì nha? Gạt tay. Đi mẹ thích không? Thích thì có thích mà để cho sửa lại. Thích thì con điện ổng như khi trả lại nữa luôn. Trời ơi,
để gọn chữ anh. Mẹ, mẹ em không có góp. Alo, anh ơi bây giờ mẹ em không chịu rồi sao? Ai mà góp mà hay nha. Mẹ em kêu là không có lấy, bây giờ là muốn trả lại. Gì lên chính quyền kia vậy cha? Thôi à. Cái gì lừa đảo mẹ em thì mẹ em biết tên rồi, cái đâu mẹ em lừa đảo nói chuyện kìa. Lão mua thôi chứ gì đâu lừa đảo trời. Có gì anh lên đây nói chuyện với mẹ em đi. Lên báo công an đi. Rồi coi kêu mang vô đây làm gì với mẹ em. Lo gì? Trời ơi. Biết tên mà tao mua mà công an. Bây giờ là mẹ em kêu là không lấy á. Coi như là bây giờ mẹ em kêu là mẹ em mệt, mẹ em sụ á. Đúng rồi. Anh muốn báo công an báo đi. Rồi em thắng luôn á. Thắng anh báo công an lên làm gì với mẹ em luôn á. Nói vậy anh đâu được hai mày lắc thức ta. Ông kêu bây giờ lừa đảo thì giao là không trả tiền. Ở đây cho mẹ con giải quyết cái con kêu là con đó, nhịn nhịn con kêu bây giờ con thách anh đó, anh báo mày đi, báo mày bắt mày đi. Không kêu gì mày nói chuyện nói vậy, tao mình muốn trả hàng thì mày nói như không kêu mày thách đi con, được mày thách đi con. Ta con mày làm gì đâu có biết mà. Tao có biết gì đâu mà đổ thừa cái chạy. Không tiện nhưng mà dính líu tao lắm. Líu gì? Đó mẹ đứng tên. Mày hết người đứng ha. Cho mày lại đi hết á. Mày nhỏ xíu người đứng gì? Không đứng chị. Đó bây giờ xuống đó công an lên làm việc mẹ á. Thiếu gì anh hai mày cha mày đồng đứng là tao còn dốt cái mẹ mày đi đứng thôi. Có gì mẹ xíu mẹ vô mẹ nói chuyện với ông công an á. Đúng rồi. Không biết chị đó nói. Rồi cái này tám triệu. Mà bị góp một triệu. Cái này nha. Chiếm đoạt tài sản người ta trên 2 triệu là đi tù 3 năm rồi. Tao không có biểu mua, để tao sửa cái máy tao lại. Con kêu mua chơi góp mà mẹ không trả tiền góp mẹ 1 triệu đi. Tao không có biểu mày mua góp. Tao biết tao sửa này nè, la nè, chiều cũng mới ra tới nè. Rồi rồi, con không biết à. Mày điện gì cái ông đó? Thì ra ông sửa. Sửa cái chuyện này mà. Không xài. Sao mày không xài? Thôi. Góp ai mà mua góp. Mày mới mua mà. Góp gì mà tháng 2 triệu ấy. Góp tháng là 100 ngàn, 200 ngàn rồi còn được tổ hay gì. Góp gì mà tới 2 triệu rưỡi. Vậy nó số tiền nhỏ lắm mà. Thôi con không biết à. Không biết rồi mẹ mày đi. Thôi à, con đi. Thôi anh đi à. Đi đâu mà đi thì cha mày biết. Tao không có biết à. Mẹ nó nó báo luôn rồi. Nữa thì ta lại thì mà đóng tay. Đẹp thì có đẹp mà rồi sao? Mà khá chịu không? Chịu thì có chịu. Chịu thì có chịu. Mà giờ sao? Chịu thì tháng có 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi có khả năng đâu ông nội. Hả? Thu hủ cho 500. Ông lấy thất gì? Ông trên đăng dưới giá mà ông có cái gì mà 500. Bây giờ tôi có 500 thôi. Trăm. Một tháng. Tháng bây giờ tôi không có biết. Bây giờ tôi bỏ ra 2 ngày tôi đi làm thuê là được 500 rồi. Bây giờ thất nghiệp bây giờ đang đã thì tôi không có biết. Tôi không biết thì kêu trả. Dạ. Xỉu hả? Má tôi. Sửa mà nó không thương luôn. Thương. Bây giờ ông. Ông sao? Tự xử đi đó. Tao ra bà đứng tên mà kêu tôi tự xử sao? Ai tôi tốt. Tôi đi cái chuyện làm. Trời ơi bà đi qua giờ đi qua bên nước ngoài nó cũng tìm bà gì nữa. Đi qua công ty học điều, tôi lấy học điều cạo màu. Cái gì nó lại hỏi tôi chỉ bà bên kho học điều. Kho học điều cũng có điều đâu cạo ông nội. Vậy chứ bà cạo gì bà nhớ thôi. Ủa nó không, nó để tôi đứng tên, nó không đứng tên mà để tôi. Thì nó thương bà, nó mới để cho ông đứng tên. Má, nó thương kiểu bề cục á. Không biết đâu. Bà giải quyết chứ ai giải quyết bà mà. Không làm gì không làm, tôi không có giặt. Không giặt cũng trả tiền hả bạn ơi. Tôi không có biết nha, ông giỡn mặt à, ông vui đâu á. Tôi cũng đâu giỡn, ông giỡn. Tôi đâu có biểu đi mua đâu. Giờ biểu tôi đứng lại thang. Thì tại bà vậy than, mỗi tay, mỗi chân, mỗi giò vậy. Thì mỗi tay chứ than gì. Đó. Mẹ ơi, công an vô kìa. Công an vô bắt tụi bay á. Chứ mẹ, mẹ cầm cái máy dành cho nói mẹ là lừa đảo kìa. Lâu. Rồi bà bỏ vô đồ vô đi, bà chịu đi rồi nó không nói bà lừa đảo cho bà ngang ngang bướng bướng. Công an vô thì bà phải làm gì làm, tao vô đây tao tắm. Tôi kỹ vô đó đi mày. Không ai đi kêu tôi nha. Đúng không? Hả? Thôi tôi vô, tôi không có chỉ rồi. Nó bà đi trốn rồi. Trốn nó tôi không chỉ rồi. Thôi, đi vô chứ, đi vô tiếp. Tao. Tôi bà trong cái không có. Tao không phải luôn. Mình không nói đi con tiếp đi. Cái gì chiều tôi nhét hôm cho ha. Đi tiếp. Đi làm gì làm đi. Thì nào công an cái gì kêu tôi ra được thôi.
Không có ai không có đi ra ngay hành hết mà. Có công an không à? Chứ không có ai hết. Tôi đâu có con gớp mà. Bây giờ tôi đang nghĩ người ta, tôi nói bây giờ bà chấp thuận bà chịu đi. Trả lời mình chịu lỗ đi. Lỗ đi. Lỗ tiền đâu đáng chung. Đi lên đã đi. Đi à. Chắc im rồi. Chết rồi. Sao? Công an gì vậy? Vậy là không có gì hết hả? Thì nó nói đâu có đứng mua đâu mà. Thì nó không giờ chú lỡ mua rồi. Giờ cũng phải để chứ đâu có trả lại rồi. Thì cái gì hô sắp xếp gia đình đi 1 tháng. Sao không nói 1 tháng thì góp 100-200 thôi. Thì công an chứ không phải mà cái thằng chủ. Thì bây giờ ông đi xuống ông nói với ta đi. Nhưng mà nói người ta hơi quấy quá đơn, người ta có hết rồi. Ông bị thằng ấy cao, kêu nó nói đàng hoàng lại. 1 tháng góp 200 thôi. Góp tịch bán gì mà góp, góp gì 200. Góp gì kỳ vậy? Không biết, góp. Gì? Mỉ mại hả mày? Đi xuống mà nói người ta góp lại đi. Gì góp gì? Góp 1 tháng cho con góp 200 thôi mà. Mày góp? Mày góp hả? À? Mày góp với tao á. Con tiền đâu góp? Đừng tiền ra tiền. Tao dở cái gì cũng mua cho mày chứ góp gì. Con nghĩ mày. Nói chứ giỡn thôi chứ cái này con mua cho mẹ xài chứ cái kia mua từ 80 năm trước rồi nó giặt mà nó kêu là cái này mà sáng em bỏ cục đá vô nó bự quá nó quen rồi. Mẹ mày tao sửa lại tao cũng sửa gì nè. Cái này là để con chửi với mày xài làm hồi sáng mấy em nói kêu á là bây giờ bỏ đồ vô đây bỏ đồ đúng không? Ừ. Cái đóng cái nắp này xuống đó cái nhắn cục này nè. Mày chỉ đàng hoàng đi đó. Đây là nhắn nè. Nhắn này. Rồi thấy không? Là anh kêu là muốn giặt kiểu nào, giặt nhanh hay là giặt chậm gì là nhắn nhắn nè. Nước cái đường xã đó, dẫn cục này nè, đúng không? Chặn cái cục này thôi. Hiểu chưa chị Hai ơi? Đúng rồi. Đó, xong rồi nhắn cái nút này cái tút cái nữa là nó chạy cái ột luôn. Vô nhắn này, dặn cái này. Dặn cái này. Còn mấy cái này là kêu là muốn xả mấy lần đó thì nhắn ở đây đó nó sẽ nhảy lên bên này là số phút hiểu không đó tiếng Việt là hiểu rồi tiếng Việt có Việt đó thôi vậy chứ ok cả nhà này chọc mày Hương rồi chứ hãy cha mua này cho mày Hương nha cả nhà cũng cảm ơn cô chú anh chị mua thì nó mua đi làm mừng hụt bây giờ bên này nha cảm ơn bye 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 mẹ bye bye cô chú anh bye.